Đây là kiểu tóc bám của một học viên vừa hoàn thiện xong. Đó, đây là một kiểu tóc bám của một học viên vừa hoàn thiện xong. Anh toàn để như này thôi đúng không anh? Đó thì cái kiểu tóc bám này ấy, các bạn trẻ bây giờ mà đi học nghề các bạn rất yếu đồ này. Đấy. Nhưng với học viên nhà Tường thì đã làm rất là tốt đây này. Đó. Anh thấy ok không anh? Anh, khuôn mặt của anh cái thái dương này nó hơi gầy thì mình chỉ để như này thôi. Là nó vừa trông nó vừa lãng tử. Đấy. Ok không anh? Hài lòng chứ anh? Dạ rồi. Ok anh. Bạn này nhá, từ Bạc Liêu bay ra đây cắt cho anh đấy. Mãi trong Bạc Liêu bay ra đây học đấy.